Hôm nay mình làm bánh mì sandwich tươi nha mấy bạn. Bánh mì sandwich tươi mình không có phải nhờ bột bằng máy nha, mình nhờ bột bằng tay. Mình không có cán bột, mình ủ bột rất là ngắn nha, thời gian ủ bột ngắn lắm nha. Hôm nay mình làm bánh mì sandwich nha mấy bạn. Bánh mì sandwich này là mình đã nướng xong nè. Mình làm mấy kiểu dễ thương ha. Đây là nguyên liệu làm bánh mì của mình ha, gồm 350g bột mì, 25g bơ, 30g men nổi nha, 30g đường, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng nước cốt chanh nha mấy bạn. Một bịch sữa tươi không đường, đây mình sử dụng bột với lại men loại này nha. Bây giờ mình ủ men nha mấy bạn. Men mình cho nửa muỗng cà phê đường với mình chế ngập nước. Mình cho vào chỗ kính ha, hoặc là mình bọc cái màng bọc thức ăn lại để cho men nó nổi lên nha mấy bạn. Thứ nhất là mình làm cho men nổi, thứ hai là mình kiểm tra men ha. Sau khi mình ủ thì men nó xốp lên và nó nổi bọt là men đó ok nha mấy bạn. Còn men mà nó cứ lì, nó không có hề xốp lên, nó cứng lại một cục đó là men nó là không sử dụng được ha. Men đó mình bỏ vô bánh thì nó cũng sẽ hư bánh luôn đó mấy bạn. Cái bột nó chai luôn. Đây là mình bỏ vô lò nướng ha, để mình ủ ha. Lò nướng chưa mở ha. Rồi giờ mình bỏ sữa tươi vô chảo, mình cho lên bếp mình làm ấm sữa tươi ha mấy bạn. Một bịch sữa tươi này 220ml ha. Rồi mình cho cái phần bơ vô chung với sữa tươi mình làm ấm luôn nha mấy bạn. Làm ấm thôi ha, mình mở lửa nhỏ nhất nha mấy bạn. Mở lửa nhỏ nhất, thấy sữa hơi ấm là được. Rồi mình cho đường vào, mình cho đường vô ha. Mình thấy sữa ấm lên và bơ nó chảy ra là được rồi đó. Rồi mình cho nốt phần muối vào nha. Rồi mình cho 350g bột chưa thao ha. Rồi mình cho cái phần bơ mình đã làm ấm vô ha. Vô bột mình trộn đều lên. Mình trộn đều rồi. Rồi mình cho cái men mình đã ủ vào ha. Mình đã ủ vào, mình đã kiểm tra rồi ha. Men này nó đã xốp lên rồi. Mình sẽ cho vô bột ha. Mình trộn lên xong giờ mình đeo găng tay để mình trộn bột với mình nhồi bột ha. Trộn bột với mình rồi bột cho nó đều, mình cho 2 muỗng cà phê nước cốt chanh vô không các bạn. Rồi mình đeo găng tay mình nhồi ha. Mình vừa trở bột, mình vừa nhấn bột cho nó đều với lại nó hơi dai bột nha mấy bạn. Mình nhồi khoảng chừng 10 phút ha. Mình bóp đi. Mình bóp rồi mình nhấn, mình bóp mình nhấn. Tới khi bột nè, bột nó bớt dính lại rồi nó đều ok, mình cho vô cái tô hay là cái khay gì mình bọc cái màng bọc thức ăn là mình ủ nha mấy bạn. Đây cái phần bột của mình vậy nè, sau khi mình ủ khoảng 15 phút thôi là bột nó sẽ nở lên đầy cái khay này nha mấy bạn. Rồi mình bọc vậy mình để qua một bên, chút nữa bột nó sẽ nở lên đây. Bột nó đã nở đầy khay rồi nữa nè, sau 15 phút đó. Nở đầy khay rồi, sau 15 phút thì giờ mình lấy bột ra mình nhồi qua ha mấy bạn. Mình cho phết dầu lên bàn với khô tay ha. Mình cứ nhồi tới nhồi lui cho nó xẹp hết mấy cái bọt mà hồi nãy bột nó dậy lên đó. Rồi mình nhồi qua khoảng chừng cũng mấy phút thôi mấy bạn. Rồi mình xe bột để mà mình đây mình phết dầu cho bột nó đừng có dính.
Rồi mình xe ha, mình xe cái cục bột cho nó dài ra. Rồi mình sẽ chia bột ha. Mình làm mấy rổ bánh mì nó vừa vừa ăn, cho nên mình chia phần bột này là 50 gram ha. Cái này mà mình đam mê làm bánh á, mình làm với cái bột như vậy thú vị lắm nha mấy bạn. Mình có thể mình nắn bột được nhiều cái hình dạng bánh mì khác nhau ha, nhìn vừa vui mắt vừa dễ thương nữa, ăn ngon nữa. Bây giờ mình chia bột xong là mình xe bánh nha mấy bạn. Giờ mình sẽ xe những cái bánh sandwich nè, rất là dễ thương nữa à. Đó, mình vừa xe vừa kéo cái bột cho nó dài ra, mình sẽ làm hình tròn mình quấn thừng á. Mình quấn xong rồi cái phần mép còn lại mình lòn ở dưới, mình sẽ quấn thành cái búi tóc như vậy nha mấy bạn. Nó nhìn cái bánh mì rất là dễ thương đó. Sau khi mình làm xong, mình cho bột nghỉ khoảng chừng 5 phút thôi là mình có thể mình nướng liền nha mấy bạn. Bánh mì tươi ha, bánh mì sandwich tươi, mình không cần ủ lâu đâu nha mấy bạn. Mình đập bột xuống bàn 2-3 lần gì cho bột nó đều rồi. Giờ có phần xe đó, mình làm cái lúc gắt xong rồi mình quấn thừng vô cái vòng tròn đó, rồi mình cái phần còn lại mình sẽ nhấn dưới cái mặt bánh ha. Nè, đây cái bánh mì của mình như cái búi tóc đó, mình phết lên để cho những cái chỗ nối nó không dính lại, hồi nó nở ra nó tắt ra nó đẹp. Rồi mình sẽ làm cái bánh quấn thừng như thế này, mình cũng như vậy, mình đập bột ra xíu rồi cuộn rồi mình xe bột dài đó ha, vừa xe vừa đẩy là bột nó tự động nó giãn ra ha. Giống như mình cột cái sợi dây đã, mình chừa cái vòng xong rồi mình lấy cái phần bột còn lại mình quấn thần xong rồi mình lòn ở dưới, mình gấp cái mép lại thành cái búi tóc. Rồi này là mình làm cái bánh tròn ha, tròn như cái bánh bao ha, giống như cái bánh bao ngọt vậy đó hả. Cái bánh tròn này thì mình làm đơn giản ha, mình cứ lận lận là mình khép cái phần bột rồi mình để phía dưới nha. Cái này mình cuốn hắc bính nha mấy bạn, mình cuốn như sợi dây thừng nha, mình gấp đôi lại đó, mình
mình như thắt cái sợi bính đó. Rồi mình hàn cái mép bột lại ha. Mình bấm cái mép bột lại đó, như như sợi dây thừng vậy đó. Rồi mình cũng phết lên để cho những cái lớp bột đó, lớp bột quấn đó, lát hồi nó không có dính lại đó, thì nó thành cái dây thừng đẹp đó. Mình phết miếng dầu lên. Mình thú vị với cái những cái cục bột này lắm các bạn. Mình có thể làm được đủ kiểu bánh. Rồi. Đây. Đó, mình cứ xoắn lại. Rồi mình hàn cái mép bột lại ha. Mình bấm lại thôi cho cái mép nó dính lại. Rồi mình có sợi dây thừng rồi nè. Mình cho bột nghỉ 5 tới 10 phút cũng được nha mấy bạn. Mình không cần ủ lâu đâu, mình cho bột nghỉ mấy phút thôi nè. Cái bột này mình thấy nó đã dậy rồi nè. Nó thời gian mình cho bột nghỉ rất là ngắn ha. Rồi sau đó mình lấy một cái lòng đỏ trứng gà ha. Mình cho khoảng chừng một muỗng súp nước lên vô, rồi mình cho bơ tan chảy vô ha, cũng một súp bơ, muỗng súp bơ tan chảy vô, mình phết lên cái mặt bánh ha. Đây bạn, bột nó nghỉ khoảng chừng 5-10 phút thôi là bột nó đã nở lên thêm rồi. Rồi mình cho vào lò nướng ha. Mình nướng nhiệt độ 180 độ và 25 phút ha. Này, bánh của mình đã vàng nè. Đó. Mình phết lòng đỏ trứng gà với lại bơ với lại một xí nước ha, mình quậy đều mình phết lên. Rồi phần này thì mình sẽ xe giống như bánh mì lạc á mấy bạn. Nhưng mà đây là cái công thức mình làm bột bánh mì sandwich nha. Bánh mì sandwich ngọt ha. Nhưng mà mình xe kiểu như bánh mì ha. Đó. Các bạn thấy thú vị không? Làm bột giống như chơi đồ hàng. Mình không có cần cán bột gì hết nha mấy bạn. Mình chỉ cần làm bằng cái tay của mình thôi. Mình thích làm cái bánh bột như vậy lắm các bạn. Khi mình làm thành công mà mình cảm thấy là mình đam mê với những cái cục bột như vậy nha mấy bạn. Thú vị lắm. Mình muốn làm hình nào nó ra hình đó. Mình cuộn lại xong mình kéo cái cục bột xuống để cho nó dính cái mép bột lại. Rồi mình xe qua cái là được. Đó, đó mình đẩy cho bột nó dính lại. Đó, rồi mình xe. Con này là mình sẽ xe dài ra giống như cái bánh mì que đó mấy bạn. Đó, mình xe, mình vừa xe vừa đẩy ra thì nó dài ra. Mà mình đẩy thêm là nó dài ra là thành bánh mì que mà nó ốm. Rồi xong mình sẽ lấy lưỡi lam hoặc là cái dao bén hả, nên mình lấy dao rọc giấy mới nó bén, mình sẽ khứa lát hồi những cái phần mình khứa thì nó nở ra ha. Rồi mình để cũng khoảng 10 phút thôi nha mấy bạn. Mình để chỗ kín ha, trong cái tủ bếp hay gì á, kín để 10 phút thôi.
Ở đây mình làm bánh mì tươi cho nên mình không có ủ lâu. Mình cho bột nó nghỉ 10 phút thôi. Đây, sau 10 phút rồi. Các bạn thấy mấy cái đường mình khứa nó nở ra không? Rồi mình phết cái mặt bánh lên ha. Rồi mình cũng bỏ vào lò mình nướng 180 độ 25 phút ha mấy bạn. Đây, bánh mình đã vàng đẹp rồi nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình, trước khi mình cho bánh vào là mình đã bật lò phải nóng sẵn rồi nha mấy bạn. Lò nóng rồi, mình cho bánh vào mình nướng ha, 180 độ 25 đến 30 phút ha. Mình nhớ canh chừng coi bánh nó vàng là được ha. Tùy theo cái lò, có thể là những cái lò nóng hơn thì mình sẽ nướng nhanh hơn. Cái lò mà cái khoảng cách nó xa thì nướng chậm hơn ha. Đây, bánh này là sau 25 phút mình nướng nè. Bánh mình đã vàng ha. Bánh đã vàng rồi ha. Và bánh mình đã nướng xong nè. Bánh mềm xốp ha. Ăn thơm bơ rất là ngon nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.